Hay là về khó khăn ở bệnh viện bà con và các bạn thân mến, vào ngày 6 tháng 7 tới đây sẽ tổ chức là hội internet tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và thâm nhập internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Pay Melinda tài trợ. Đến với ngày hội này, bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy vi tính và internet miễn phí. Từ đó bà con có thể nhận thấy rõ internet sẽ mang lại những lợi ích thiết thực như thế nào trong cuộc sống, trong hoạt động sản xuất cũng như trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Trong thời đại ngày nay, có phương tiện thông tin để chúng còn phát triển, trong đó phát triển mạnh mẽ nhất là phải kể đến internet. Có những ưu thế vượt trội, internet từ khi ra đời đến nay luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, tác động đến mọi lĩnh vực trong đời sống. Đối với bà con nông dân, việc sử dụng internet sẽ giúp bà con tiếp cận kho tàng kiến thức khổng lồ của nhân loại, trong đó có rất nhiều thông tin hữu ích cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Thông qua mạng internet, người nông dân có thể tìm hiểu các chính sách của nhà nước về phát triển nông nghiệp nông thôn, tìm kiếm các kiến thức về chăn nuôi trồng trọt, các tiến bộ kỹ thuật mới áp dụng vào sản xuất, các thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm, thông tin về lao động việc làm, thông tin về các địa chỉ cung cấp giống và vật tư sản xuất.